Đoạn video với hình ảnh người mẹ bị ung thư đang tự tay chuẩn bị bữa cơm cho gia đình bỗng gây xôn xao khắp mạng xã hội Trung Quốc. Theo CLC An đưa tin, đoạn clip đã ghi lại cảnh người mẹ đang nấu bữa tối cho cả nhà và tự tay chuẩn bị món ăn người con yêu thích trước khi bà qua đời vào hồi đầu tháng 11. Người đăng tải đoạn clip là chàng trai tên Giang, ngoài 20 tuổi, ở Liêu Ninh, Trung Quốc, và người phụ nữ không còn tóc trong clip chính là mẹ của anh, ba mặc đồ ngủ, cặm cụi nấu ăn trong căn bếp nhỏ. Giang cho biết mẹ của anh là người mạnh mẽ, độc lập. Khi được chẩn đoán mắc ung thư, bà không nói vì sợ mọi người lo lắng, anh là người đã đưa mẹ đến viện điều trị. Trải qua 3 đợt hóa trị, dù đau đớn bà không bao giờ mở lời than phiền. Vài ngày sau đợt hóa trị thứ 3, bà đột nhiên hỏi Giang muốn ăn món gì. Giang kể lại, mẹ rủ tôi cùng đi chợ với bà, chúng tôi mua tảo bẹ, khoai tây và thịt. Khi trở về nhà, mẹ vào bếp nấu nướng. Cậu con trai ngồi ngoài phòng khách và bật khóc khi thấy bóng lưng của mẹ lụi cụi trong bếp. Anh nói rằng mẹ đã rất yếu nhưng vẫn muốn tự tay vào bếp. Giang chia sẻ, hương vị bữa ăn cuối cùng mà mẹ chuẩn bị vẫn ngon như thường lệ. Tôi đã ăn hết các món trong bữa tối, tôi sẽ mãi lưu giữ hương vị đó. Đoạn video cảm động nhận được hàng triệu lượt thích. Nhiều người cũng chia buồn và gửi những lời nhắn động viên, an ủi đến chàng trai.